Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Khi mà làm các cái ngôi mộ tròn bằng đá nguyên khối ấy, thì có một số những cái lưu ý như thế này. Cái điều đầu tiên ấy, là các bác cần phải quan tâm đến cái kích thước, cái vị trí mà các bác định đặt ngôi mộ tròn đó, nó có đủ rộng để làm cái phần mộ hay không. Tại vì một ngôi mộ tròn ấy, nếu như mà các bác làm cái đường kính của nó nhỏ quá thì trông ngôi mộ nó sẽ không toát lên được cái vẻ uy nghi và trang trọng của một cái phần mộ tròn cần có. Thì cái kích thước đẹp nhất để làm một ngôi mộ tròn mà cái đường kính ấy, thì tối thiểu ở cái phần đế dưới này thì các bác cũng phải làm được nó khoảng tầm 133 cm thì cái ngôi mộ tròn nhìn nó mới đẹp được. Và như ở trước mắt quý vị và các bạn thì đây là cái ngôi mộ tròn có đường kính là 147 cm, thì khi mà quý vị và các bạn nhìn vào một cái thì trông ngôi mộ tròn đã cảm thấy là nó bề thế và nó uy nghi rồi. Và có một cái điều như thế này nữa là đối với lại những cái mẫu mộ tròn như thế này ấy, thì có một cái điều vô cùng quan trọng, em quay gần lại giúp đây giúp anh, tức là cái phần này này gọi là cái phần giếng thiên của ngôi mộ, tức là nó phải đảm bảo đủ cái độ rộng. Cái độ rộng này ấy, thì nó tính theo như thế này, tức là thường ấy, là người ta sẽ căn cứ vào cái chiều dài của cái cỗ tiểu quách ở phía bên dưới ấy, thì cái lỗ này nó phải bằng được khoảng tầm 2/3 kích thước chiều dài của cái tiểu quách đấy thì nó mới đảm bảo được cái tính phong thủy của một cái ngôi mộ tròn cần có. Thế nên là em mới nói tại sao là khi mà đặt được những cái ngôi mộ tròn này thì cái diện tích của cái vị trí của cái chỗ mà đặt mộ ấy nó phải đủ lớn để chúng ta làm cái ngôi mộ nó tương đối lớn một chút thì nó mới cân đối với các cái mẫu mộ tròn. Chứ còn nếu mà làm nó nhỏ quá thì nhìn nó giống như kiểu là một cái giếng ấy, nó không đẹp. Và như trước mắt quý vị và các bạn thì đây là một ngôi mộ tròn được chế tác trên chất liệu đá xanh đen. Cái chất liệu đá xanh đen này tức là khi mà làm thì bọn em đã chọn rất là kỹ từ cái nguyên liệu, ngay từ cái lúc chọn đầu vào ấy nó đã phải là những cái phiến đá nục nạc nhất và chất lượng nhất thì mới làm tròn và nó đảm bảo được cho cái ngôi mộ nó bền vững và mang tính chất vĩnh cửu cho ngôi mộ. Và như ngôi mộ này thì nó được chế tác đa phần trên những cái phiến đá nguyên khối, chẳng hạn như cái phần đài xe này thì cũng là một viên đá liền nguyên khối. Sau khi bọn em chạm xong ấy, thì bắt đầu là cho lên máy để khoét toàn bộ cái phần giếng thiên này đi. Và nó làm như vậy nó mất công một chút, nó mất nhiều thời gian một chút, nhưng nó đảm bảo được cái sự bền chắc và đảm bảo được cái tính thẩm mỹ của cái ngôi mộ đó. Và đối với lại những cái mẫu mộ tròn như thế này ấy, thì cái phần xây cái hố huyệt ở bên dưới ấy, thì cũng là một trong những cái điều hết sức quan trọng. Các bác khi mà xây cái hố huyệt ở bên dưới thì các bác phải rõ ràng được một cái điều như thế này, tức là cái kích thước của cái cỗ tiểu cái cỗ quách ấy, thì nó phải dài rộng bao nhiêu thì các bác báo cho em cái kích thước đó để khi mà em vẽ trên máy ấy, em sẽ quay cái kích thước đó làm sao mình có thể xoay được các hướng. Tại vì khi mà làm cái ngôi mộ tròn này thì có một cái điều hay đó là dù cho cái vị trí đất nó quay ở bên trên ấy, nó quay đi cái hướng nào đi chăng nữa, nhưng mà khi mà chúng ta đặt các cái phần âm ở bên dưới ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể quay được đúng hướng như phía mà gia đình mong muốn. Tại vì ở bên dưới mình phải làm cho nó rộng để khi mình đặt xuống mình có thể quay được các hướng. Thế nên là các bác trước khi mà làm các cái phần mộ tròn này thì các bác có thể liên hệ với em theo cái số điện thoại ở trên màn hình ấy, và các bác cung cấp cho em các cái kích thước mà cơ bản nhất để mà khi mà thiết kế xây cái phần móng ấy, mình làm sao cho nó chuẩn. Chứ còn tránh cái trường hợp là nhiều gia đình lúc làm, tức là các bác do không biết ấy, thì cái người tư vấn nó cũng không được gọi là sát sao, rõ ràng, thì dẫn đến cái việc là xây cái phần âm ở bên dưới, cái kích thước thứ nhất là nó không vào các cung số đẹp, và thứ hai nữa là nó bị kích, thì dẫn đến cái việc mà khi đưa các cái phần tiểu quách xuống ấy, nó bị vướng, thì lúc đó là rất là khó xử lý. Cho nên là các bác phải lưu ý cái điều đấy. Và nếu như các bác muốn tư vấn để mình xây dựng các cái phần mộ làm sao cho nó tốt nhất thì quý vị và các bạn có thể điện cho em theo số điện thoại ở trên màn hình. Em sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn để làm sao mình xây dựng được những cái công trình tâm linh nó tốt nhất và nó hài hòa nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.